chào quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, dự báo tối và đêm nay, khu vực biên giới phía Tây của Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp và An Giang sẽ có mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to trên 25mm. Còn với các nơi khác của Nam Bộ, thời tiết tối nay chủ yếu là tạnh ráo, thích hợp cho các hoạt động vui chơi bên ngoài trời. Bầu không khí sẽ mát mẻ và dễ chịu. Nhiệt độ giảm dần xuống mức thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ. Sang ngày mai thì dự báo từ sáng đến trưa, toàn Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất tại Cần Thơ và khắp khu vực khác sẽ có mức nhiệt dao động từ khoảng 32 cho đến 33 độ. Còn ở miền Đông, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh thì trời khá là nóng, nhiệt độ từ khoảng 32 cho đến 34 độ. Ngày mai, mưa dông sẽ quay trở lại khu vực ở Nam Bộ. Trời có mưa rải rác ở khoảng một nửa diện tích của khu vực, khả năng có điểm mưa vừa và mưa to. Và trong cơn dông, quý vị cần phải đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Xin được phép chuyển sang thông tin thời tiết biển. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang ra ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày mai và đêm nay sẽ có mưa và dông rải rác, gió cấp 7, cấp 8, biển động. Bản tin dự báo thời tiết đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.